mưa lớn cuốn trôi xe máy. Cơn mưa lớn đổ xuống Biên Hòa chiều 12 tháng 9 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, xe máy bị dòng nước cuốn trôi. 16:30 mưa kèm gió lớn đổ xuống thành phố Biên Hòa. Trận mưa kéo dài gần 2 giờ khiến đường Đồng Khởi - Nguyễn Ái Quốc ngập sâu 20 đến 50 cm, nhiều nơi nước ngập gần 1 m đến yên xe máy. Hàng loạt mô tô ô tô đi qua khu vực công viên 30 tháng 4 đến bệnh viện Thống Nhất trên quốc lộ 1 và cầu Đồng Khởi đến ngã ba vào phường Trảng Dài bị chết máy. Người dân phải dắt bộ bị bỏng để về nhà. Trên đường Hoàng Văn Bổn, dòng nước từ trên cao chảy xuống cuồn cuộn, xe máy đi ngang qua bị té ngã. Người đi đường hỗ trợ kéo xe lại để tránh trôi xuống suối. Cơn mưa lớn chiều nay cũng khiến quốc lộ 1, 51 và nhiều nơi lân cận Biên Hòa ngập cục bộ. Theo chính quyền Biên Hòa, do tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng quá tải, nên nhiều khu vực trên địa bàn thường bị ngập sâu sau mưa lớn. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm rạch, suối, xả rác bừa bãi cũng khiến các điểm thoát nước ứ động, gây ngập. Năm nay, địa phương này phát sinh thêm 5 điểm ngập mới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.